thời khắc đón năm mới Giáp Thìn vừa qua, khán giả thủ đô cũng như khán giả cả nước đã có cơ hội chiêm ngưỡng những hình ảnh ấn tượng từ 2024 drone với những tạo hình đẹp mắt về Khuê Văn Các, Chùa Một Cột, Cầu Long Biên, v.v. Đây cũng là màn trình diễn lập kỷ lục về số lượng drone nhiều nhất từ trước tới nay ở khu vực Đông Nam Á. Drone đang là một cái lĩnh vực đang rất là được quan tâm trên thế giới với rất nhiều công dụng, chẳng hạn như là về giám sát, về y tế, về vận chuyển, về nông nghiệp, v.v. Và drone trình diễn nghệ thuật cũng là một cái mảng rất là được quan tâm. Thì đối với riêng drone trình diễn nghệ thuật thì cái đặc điểm của nó sẽ là phải có mang đèn, và bộ phận đèn sẽ là bộ phận lớn nhất trên drone và cần phải được cấu tạo tối ưu nhất để thể hiện được ánh sáng nó đủ sáng và màu sắc trung thực. Để mang lại một cái màn trình diễn ấn tượng nhất thì Korrect đã sử dụng thiết bị tối tân nhất của cả Việt Nam và thế giới. Đặc biệt là về drone thì đây là drone thế hệ mới nhất với khả năng bay rất là chính xác cũng như là khả năng hiển thị đồ họa tối ưu, và cái số lượng màu của drone có thể hiển thị được là hơn 16,7 triệu màu, tức là rất là trung thực. Đây cũng là một cái điều góp phần thể hiện những cái hình ảnh đẹp nhất của Hà Nội lên bầu trời. Với drone thông thường thì sẽ cần phải một người điều khiển cho mỗi con drone, nhưng đây là hệ thống tối tân, vì vậy nên là toàn bộ hệ thống drone 2000 con sẽ được kết nối tự động với nhau và kết nối trước với một cái bài lập trình sẵn, nạp cái dữ liệu đó vào từng con drone để khi mà nhấn một cái nút là cất cánh thì toàn bộ 2000 drone sẽ bay đồng thời lên và nó sẽ chỉ trình diễn trên bầu trời giống như màn trình diễn đã được lập trình sẵn. Để có thể kịp thời đáp ứng tiến độ của màn trình diễn thì Korrect phải sử dụng công nghệ từ nhiều quốc gia khác nhau, bao gồm có cả Ấn Độ, Trung Quốc, Hàn Quốc và cả Việt Nam nữa. Việc thử thách nhất đó chính là việc lập trình cho 2000 drone bay đúng quỹ đạo và đúng định hướng. Korrect cũng như là đội ngũ chuyên gia các nước đã phải sử dụng khá là nhiều công nghệ, chẳng hạn như là định vị vệ tinh hay là lập trình nội suy để các con drone có thể là tự động nắm bắt vị trí cũng như là có thể bay được hoàn toàn chính xác theo bài lập trình. Sau đó thì là đội ngũ lập trình sẽ phải lập trình từng drone với từng quỹ đạo bay và từng màu sắc khác nhau. Với 2024 drones đưa hào khí rồng bay lên, bay cao, bay xa, ghi dấu ấn bản lĩnh, phẩm chất hào hoa, thanh lịch lên bầu trời Việt Nam, góp phần vào hành trình tiếp nối từ thành phố vì hòa bình tới thành phố sáng tạo của Hà Nội. Việc chung tay cùng thành phố tổ chức các chương trình vì người dân, vì cộng đồng không chỉ là trách nhiệm của một tổ chức tín dụng có hội sở chính đặt tại thủ đô Hà Nội, mà còn là hiện thực hóa một trong bốn sứ mệnh của BVcombank, đó là chung tay đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng. Vì thế, việc đồng hành cùng thành phố tổ chức chương trình này cũng là một cách để cụ thể hóa sứ mệnh với mong muốn mang đến cho người dân thủ đô và du khách một không gian lễ hội độc đáo, khác biệt. Hơn nữa, lễ hội ánh sáng cũng là một chương trình có ý nghĩa lớn và chứa đựng nhiều giá trị truyền thống về văn hóa, lịch sử. BVcombank tự hào được góp phần vào hành trình đó của thủ đô. Trình diễn drone đang là một cái xu hướng mới và rất được quan tâm trên thế giới. Và thông qua những màn trình diễn này, các thành phố cũng như là các điểm đến địa phương hoàn toàn kể những câu chuyện văn hóa, lịch sử, nghệ thuật và du lịch của thành phố mình, mang hình ảnh của thành phố mình đến rộng hơn với bạn bè trong nước và quốc tế.